Hello, xin chào tất cả anh em, trở lại là mình đây, Actor Racing 79. Ngày hôm nay, cũng như mọi khi thôi, mình với anh là móc cái mũi. Không ai móc cái mũi với mình, móc cái ai. Anh móc cái mũi dắt mình đi ăn. Đi ăn ốc. Thì tụi mình đang đi ăn cùng với hai bạn chạy sau. Cùng với ông anh. Đó, xì sau đó đèn nó chói với mấy bạn. Thì mình sẽ đi ăn ốc. Ăn ốc ở Lương Sơn. Tại Nha Trang mà cái vùng quê của tụi mình là có hải sản rồi nhiều. Nên có ốc. Thì mình, bây giờ mình sẽ đi ăn ốc. Bây giờ tới quán mình sẽ quay tiếp cho mấy bạn coi. Kia đâu? Làng mẹ hả? Ok. Đây, tụi mình đang lựa đồ ăn. Cái đồ kêu đi bếp. Nhiều quá. Anh không bù à? Anh Thành, ngóc bây giờ nó thú gì? Không nói gì đâu, thú vị. Bây giờ anh em mình chỉ vô bàn ngồi đợi người ta làm vô là ăn. Đây. Móc cốc mũi nha mấy bạn. Cho sở thích là móc cốc mũi biết thôi. Đây là anh bé Hưng. Đây tảng Stinger. Móc cốc mũi lấy tay chùi chà. Ốc vậy anh, hồi nãy kêu ốc lên xào dừa. Này ốc lên xào dừa nha các bạn. Hồi nãy giờ mình quên quay cho mấy bạn coi, ăn không hết. Có hai dĩa rồi. Còn ốc này nè. Mình cầm lên nè. Mà khỏi còn lỡ mình bỏ vô miệng mình hút thôi. Hút lên lại nè 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 nè. Đó, ai bóc cái mũi là hút à. À. Hút cái nữa nè. Đây là càng dĩa rem muối. Để giữ luôn. Để một xíu món ra nữa mình, bây giờ mình, tụi mình tập trung mình ăn xíu món ra nữa mình quay tiếp cho mấy bạn coi nha. Càng nghĩa ra mì hả? Ra mì chú xì bất vô. Đây là ốc bu vàng mấy bạn. Hồi nãy anh có kêu ốc titan proti gì chứ. Đang luộc hoài. Thì có ốc titan như bơ rô ti rồi đúng không? Đó, chỉ kêu có bù này có bù chua anh là cho dịch ăn. Hả? À, ở trên xóm em nhiều con ốc bù 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 bự đây luôn. Mà đen còn lùi không? À. Đen kịnh đúng không? Đó là ốc mình. Còn ốc vàng là ốc Trung Quốc. Ốc đó mày ăn ngon. Ốc vàng, ốc Trung Quốc rồi. Còn ốc mình á là lỡ ra em ăn hết được. Đây mấy bạn, mình đây. Nãy giờ mình
nãy giờ đây là kèn ghẹ ông anh mình. Ông ăn chưa xong mà ông lo ông ngồi hút thuốc rồi. Bên ông thiệt ạ. Nó có tại vì mình rang muối á, nó có cái vị mặn của ở ngoài vỏ. Đẹp. Em bắt cái mũi đang ăn ốc bươu. Ăn giờ ăn ốc với tôi. Ủa, cắn khác rồi. Hử? Thôi, cắn khác rồi. Sao biết tao họ mua xe mà. Không có về chơi. Đó là con quý. Ngon lắm mấy bạn. Xíu còn đồ ăn nữa. Anh em mình kêu nhiều quá. Xíu qua cho mấy bạn coi. Ốc bươu về. Trời ăn luôn. Đây là mèo nha mấy bạn. Mèo hấp. Nè mấy bạn. Ăn cái chết trời ơi. Mèo hấp. Ta quay cho mèo. Ta cũng đang ăn là tổng đỉnh quay đâu mà. Đây mình sẽ trải nghiệm ăn mèo. Bữa mấy bạn. Đây là ốc giấm sợi sợi bánh tráng ăn kèm với gọt ốc giấm nè mấy bạn. Đây là hãy kêu gì nữa, sò huyết không ta? Sò huyết đó, có 4 người à, ăn một bàn luôn. Cảm nhận ngon tanh tanh, giống một chiếc muối không? Đúng một chiếc muối. À, anh này đang nhớ mẹ, muốn về với mẹ. Mẹ nấu cơm cho ăn, tìm cơm. Ăn, mình ăn có văn hóa chứ được không? Nước ăn, nước ngon. Hồng nước ngon không? Mình sẽ ăn những món tiếp theo. Sẽ thử cái món ốc giấm sợ sợ. Tôi có gì đây vậy? Cái gì? Cái phê gì vui vậy? Ta ít trâu nữa cô. Sao con có dĩa đâu để ăn. Rồi ốc giấm nha mấy bạn. Làm chai đi. Mấy bạn có tu đủ nè. Nhâm gọi là nó có tu đủ nè mấy bạn. Có rau thơm nè. Cái rau muống nè. Cái đậu phộng. Cái đậu phộng. Cắt cái cặp tư ngắn xuống không?
không bị tụ khỏe nhập me mấy bạn. Nhai chưa xong nói chuyện đơ. Anh bé miền Tây ăn xong rồi mấy bạn. Chờ anh mất cái mũi giết máng nữa cái gì vậy. Bây giờ mình biết ra thèm món nhau, món cá cá trụ hồ. Cái đó ăn được không? Được đó, cái đó mình nướng cái thịt của gà tre. À, nó ăn như thịt gà đó, cái đó mà nướng nó ngọt hơn gấp 3 lần thịt con gà tre. Đừng nướng, nhà, nướng lên chấm muối ớt thôi. Nướng lên chấm muối ớt thôi. Chỉ có nướng thôi. Nướng chấm muối ớt. Hai cái con bằng bắp chế á. Con bằng bắp chế nè. Là em lấy ra nhỏ lắm là được chén thịt. Con bằng bắp chế nhỏ lắm được chén thịt. Cái đó chỉ chấm muối ớt thôi, nướng lên chấm muối ớt thôi. Nó cái món đó mà để ngủ tành lắm. Thấy nó trứng mà. Trứng cho mình nướng là nó mềm. Cái dạng như con cá bò hòm á hả? Rồi mà cái con cá lau kiến á. Cá lau kiến mà con nhỏ nhỏ khoảng tầm nhiêu đây, dài khoảng nhiêu đây rồi. Chặt cái đầu, bỏ cái bụng, chặt cái đuôi, chặt mấy cái ngạnh hết. Đem lên xào xả ớt. Hoặc là hấp xả. Hút cái nước đó. Nước trong cái thịt của nó không có nhưng mà nó có nước đó. Hút đục, hút thịt vài. Thôi xong rồi các bạn. Hôm nay clip chỉ tới đây thôi. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu các bạn này thấy hay nhớ nhấn like và đăng ký kênh giùm mình nha. Bye các bạn, chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành.